Ghế vật lý trị liệu iNai của Lujaco với hai cánh tay đẩy lùi phía sau ra vào rất dễ dàng và tiết kiệm không gian. Kỹ thuật massage cánh bướm bay tối tân và hiệu quả nhất hiện nay. Kéo cơ với kỹ thuật Split L-Track giảm nhức mỏi rất hiệu quả. Có 4 rollers cuộn bàn tay cùng với nhiệt sưởi ấm, tuyệt vời cho những ai sử dụng tay nhiều như là làm nail hay làm tóc. Màn hình cảm ứng phẳng như iPhone hay iPad rất thông minh và dễ sử dụng, lưu được sở thích massage của từng người trong gia đình. Ghế Top Medical Massage Lujaco là người bạn thân thiết trong mỗi gia đình Việt Nam. Bạn Thanh Nhã vừa làm model mà lại vừa làm DJ nữa hả? Dạ, keyboard. Dạ. Từ quận Cam lên để mà tham gia. Dạ. Nói cho mọi người biết một chút xíu cảm tưởng khi tham gia ngày hôm nay ngày VinFast Việt Nam Day. Oh, sure. Thank you anh nhiều. Thứ nhất là Thanh Nhã đến đây, hồi trước thì em có đến cái auto LA Auto Car thì thấy rất là vinh dự bởi vì Việt Nam mình đã có một cái thương hiệu rất là lớn. Đi vào được thị trường Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay thì ngay tại Las Vegas Convention Center, nó còn rộng hơn nữa, và rất là nhiều những nhãn hiệu khác nổi tiếng trên thế giới, và trong đó có VinFast của Việt Nam mình, một thương hiệu mà khá là popular hiện nay. Và nếu như mà quý vị đi trên đường phố Las Vegas thì quý vị thấy rằng cũng có rất là nhiều chiếc xe VinFast chạy vòng vòng trên đường phố Las Vegas, hoặc thậm chí ở Orange County của mình. Thì Thanh Nhã hy vọng mình sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để cho những thương hiệu ở Việt Nam mình thâm nhập vào không những thị trường Hoa Kỳ và cả thế giới. Và hy vọng rằng tất cả quý vị đang tham gia trong cái Las Vegas Convention Center Auto Car Show lần này sẽ có học hỏi được những cái gì mà về tốt cho công việc của mình, và có những thời gian enjoy những cái car show rất là quy mô ha, rộng lớn, quy mô và chuẩn bị chu đáo vô cùng luôn. Hy vọng rằng mọi người enjoy the show. Chương trình hôm nay thì chương trình của Thanh Nhã sẽ có phần trình diễn như thế nào? Dạ vâng, em sẽ perform together with Lina Violin and then một cô người Chinese biểu diễn đàn tranh. Đàn tranh của Chinese nó hơi khác đàn tranh của Việt Nam một chút xíu. Cộng với lại John Văn Lê là DJ, bốn người sẽ hòa tấu chung với nhau những cái ca khúc traditional Vietnam, ví dụ như là bèo dạt me trôi nè, trống cơm nè, hoặc là Hello Việt Nam, để mà người nước ngoài nghe cũng hiểu được cái giai điệu từ bài Hello Việt Nam, hoặc là hiểu thêm về những cái traditional melody của Việt Nam mình như là trống cơm, tình bằng co cái trống cơm, ngày kheo vô. Nhưng mà em sẽ dùng cái tiếng sáo, tiếng đàn tranh, tiếng đàn cò, Lina thì kéo violin trên những cái ca khúc Việt Nam này, rồi cô Chasey cũng học những bài melody của Việt Nam để mà hòa quyện với nhau thành một cái track nhạc. Tụi em biểu diễn thì khoảng chừng 20 phút thôi, nhưng mà sẽ có hai suất, buổi sáng 11 giờ và buổi chiều 2 giờ rưỡi sẽ trở lại. Hy vọng rằng phần biểu diễn âm nhạc truyền thống của em Lina Cô Phê, người Chinese, và DJ John Văn Lê sẽ được một phần nào đó gửi đến cho mọi người những cái giao điệu âm nhạc nhẹ nhàng, và sẽ biết thêm chút xíu, hiểu thêm chút xíu về Việt Nam. Đúng rồi, hồi nãy có người hỏi về những người ở trong ban nhạc từ đâu. Thì dạ, là các bạn ấy là từ quận Cam cùng lên hay là từ Việt Nam qua trình diễn?
em là với lại John Văn Lê là ở Orange County, Lina cũng ở Orange County, còn cô Phê thì hình như ở bên Trung Quốc. Dạ. Mọi người kết hợp với nhau những bản nhạc truyền thống như vậy. Dạ. Thấy Thanh Nhã đang mặc một chiếc áo dài. Dạ vâng. Truyền thống. Áo dài của Trang Cùi. Nói về chiếc áo dài này. Dạ vâng. Trang phục áo dài thì chắc là quý vị cũng đã biết là trang phục truyền thống của người Việt Nam mình ha. Cái kiểu rất là sang trọng, kín đáo nhưng mà không có làm vơi đi cái vẻ kiêu sa quyến rũ của người Việt Nam mình. Nó giống như là cái vòng eo của người phụ nữ Việt Nam chữ S vậy nè. Áo dài này thì cách tân chút xíu rồi cho nên cái kiểu của nó là tai phồng phồng. Áo dài này của Trang Bùi đó, mọi người thấy không? Và nó được đính bằng những cái hộp rất là sang trọng. Thanh Nhã cũng cảm ơn chị Trang Bùi đã cung cấp cho Nhã bộ áo dài này, tại vì em không có thời gian. Trước ngày đi lên Vegas buổi tối mới tranh thủ ghé tiệm, chị đóng cửa rồi mà vẫn mở tiệm cho em để mà đưa bộ áo dài này. Mặc dạ. Bộ áo dài truyền thống, hát những trình diễn những ban nhạc truyền thống của Việt Nam ngay giữa một cái khung cảnh công Las nghệ Vegas. Rất là tân tiến. Dạ. Toàn cầu ngay tại Las Vegas thì Thanh Nhã thấy cái cảm xúc nó có khác gì với lại những cái lần trình diễn hàng đêm của Thanh Nhã hay không? Dĩ nhiên là nó khác rất nhiều anh, tại vì mỗi lần em đi restroom hay em đi ra đi vào ai cũng nhìn mà xin chụp hình. Mình tự hào vô cùng bởi vì mình khoác lên người bộ áo dài truyền thống của Việt Nam và họ nhìn, họ biết mình là người phụ nữ Việt Nam rồi. Và họ kéo về khi nào tụi bay tình trình diễn thì đi lại coi. Nói chung là thấy vui lắm. Mình có cơ hội để mà đến với Las Vegas Auto Car Show từ và đặc biệt đại diện cho VinFast là một cái thương hiệu của Việt Nam mình nữa. Nên em rất là vui, rất là tự hào và hãnh diện. Vậy thì bây giờ cuối cùng là phải nhờ Thanh Nhã show off chiếc áo dài bằng vài bước đi. Dạ. Rồi, cảm ơn Thanh Nhã rất nhiều. Chúc Tết cho mọi người. Rồi, cảm ơn anh. Chúc Tết hả? Thanh Nhã xin cảm ơn rất nhiều anh đã phỏng vấn Thanh Nhã ngày hôm nay và cũng cảm ơn rất nhiều VinFast đã cho cơ hội cho Thanh Nhã và John Văn Lê, Lina Violet với lại Faye Violin đã đến để có một buổi biểu diễn gửi đến cho quý vị khán thính giả, những khách hàng thân thương đang có mặt trong Las Vegas Convention Center. Thanh Nhã xin mến chúc cho quý vị nhân dịp năm mới lúc nào cũng sẽ là tràn ngập sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, vạn sự như ý và thành công mỹ mãn trong năm 2024. Cảm ơn rất nhiều mọi người đã đến với Las Vegas Auto Car Show Convention Center. Hy vọng mọi người có một ngày thật là vui. Happy New Year. Thank you. Còn cái này nữa, không biết là Thanh Nhã có dịp nãy giờ có dịp ngó qua cái chiếc xe này chưa và có ý kiến gì không? Đúng rồi. Thanh Nhã không thể tưởng tượng được, tại vì hồi cách đây khoảng chừng 2-3 năm Thanh Nhã có mặt ở LA Convention Center, cũng là Auto Car Show luôn. Và Thanh Nhã thấy những chiếc VinFast xúc đó, Thanh Nhã nhớ là nó đã có những cái chức năng đặc biệt rồi và những cái xe khác không có. Nhưng mà ngày hôm nay, đây, Thanh Nhã cho quý vị coi. Ngoài cái mẫu mã đẹp vô cùng và bên cạnh đó thì là... Mọi người tiếc nghe đó thì thấy rất là đặc biệt không? Yeah. Một cô gái trong một chiếc áo dài đang giới thiệu về một cái chiếc xe gọi là gồ ghề. Oh yeah. Lần đầu tiên Nhã thấy VinFast có chiếc xe truck đẹp vô cùng sang. Và Nhã thích cái đường đèn này nè. Đó, sang và đẹp vô cùng. Và cái logo chữ VinFast Việt Nam cũng giống như chữ V của Việt Nam mình. Và chưa kể đó ha, màu sắc rất là sang. Nếu như mà quý vị đi lại đây, quý vị sẽ thấy wow, sự kết hợp rất là hoài hòa giữa màu xám nè với màu gô, phải không? Đúng rồi, và Nhã rất là thích cái này. Nhã thích cái này lắm, chiêu vô cùng. Trên đây cũng có nè, nhưng mà cái này nó ẩn hiện sang như vậy, đẹp lắm. Xe truck mà tại sao lại quá đẹp như vậy? Và mà vừa... Không đăng match với lại cái màu gô của trên chiếc này chắc là cố tình đó anh. Cố tình quá, match quá kìa. Phải không? Dạ, yeah. Nhã thấy cái xe truck là Nhã nhớ lên là những cái sound system, keyboard rồi speaker. Nhã mà có điều kiện, Nhã lấy chiếc này là chở nguyên một cái sound system của mình đi show là không sợ luôn. Của Thanh Nhã chạy xe là thích xe gồ ghề hay là xe gọi là... mảnh mai. Hồi xưa em thích mảnh mai, mà bây giờ càng lớn mình thích gồ ghề để mình chở được nhiều đồ. Tại vì mỗi lần đi show Thanh Nhã chở cái đàn không á, để cái xe nhỏ cũng rất là khó, không có tiện.
Em thấy xe này nè, 4 chỗ ngồi ở trên, mọi người để cái chỗ ngồi phía sau xuống nó cũng rất là tiện đúng không? Em được và, chỗ. Đúng rồi, và mở lên nó cũng rất là sang trọng và rộng lắm. Thường cái xe truck á, 4 cái chỗ ngồi nó nhỏ xíu à, có thể là nó chừng phân nửa này hoặc hơn phân nửa chút xíu à, chứ nó không được rộng vậy đâu. Còn cái xe bên này em lại thấy nó đẹp nữa nè. Wow. Màu sắc sang trọng đẹp ghê chưa? VF9. Wow. Mà cái ghế da trông cũng rất là sang nữa, chất lượng lắm da. Yeah. Chiếc này thì thanh giả có thể VF9. Ngồi lên được thử. Ồ, dạ. Đó. Có lái được không anh? Có lái được không anh? Lái được thử luôn. Bóp kèn nha. Ồ, em thích cái logo này dễ thương quá. Tin 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 tin. Ai đi chơi không? Tôi chở mọi người đi chơi nè. Tin tin. Em bóp kèn thiệt chắc mọi người la làng quá. Bỏ chạy quá. Chắc bị activate rồi. Bỏ chạy luôn. Rất là đẹp mọi người ơi, không thể ngờ là Việt Nam mình làm nên được những chiếc xe này mà vào thị trường của Hoa Kỳ được mọi người khắp nơi trên thế giới. Wow, đúng không anh? Hay quá. Còn một chiếc đằng xa kia nữa. Dạ đúng rồi. Dạ có chứ. Chiếc nhỏ. Chiếc này là chiếc này là ngay cái stage. Tự nhiên biến thành gọi là người review hồi xe xưa luôn. Lúc mà Thanh Nhã mới qua Mỹ, Thanh Nhã thèm có được một chiếc xe nhỏ xíu thế này nè. Người ta gọi là chiếc xe con cóc đúng không anh? Ừ. Nhưng mà con cóc là thời xưa rồi. Là chiếc cái... hình như là hiệu gì ta? Volkswagen. Volkswagen. Yeah. Xe này cũng nhỏ nhưng mà cái kiểu dáng nó modern hơn ha. Rất là sang và đẹp. Vuông. Ừ, con cóc vuông lạ hơn con cóc hiện đại. Và trên cái booth này Thanh Nhã thấy trang trí nào là nắng lá nè ha, rồi bánh chưng bánh tét, tức là phong tục tập quán của người Việt Nam mình khi mà họ đến cái booth của mình. Dạ đúng rồi, mình sẽ đi lại đây. Và trên những chiếc áo dài này, ủa xin lỗi, về trên những chiếc nón lá này có vẽ hình bông hoa, những cô gái phụ nữ mặc áo dài đội nón lá. Rồi trên nón lá có những cái con xí ngầu của lá suy gas nữa. Nón lá này mới đọc là bốn. Yeah. Bốn lá bài. Dạ vâng. Rồi trên nón lá mà có bốn lá bài nữa, quá hiện đại luôn. Này là một cái creative phải không? Quá hay luôn, Thanh Nhã rất là thích. À, em thích nhất là cái mâm này nè. À, dưa hấu nè. Rồi ông đĩa phải không? Ông thần tài. Đó, bánh chưng, bánh tét đều có đầy đủ luôn. Và những cái lồng đèn nữa. Quá tuyệt vời, Thanh Nhã rất là vui khi có mặt ở đây. Dạ. Nếu như mà quý vị nào còn ở đây thì nhớ đến booth của VinFast để mà 2:30 tụi Nhã sẽ perform một lần nữa nha. Một chúc mọi người hả? Một ngày tốt đẹp. Thanh Nhã chỉ có ngày hôm nay thôi chứ còn ngày mai ngày kia không. Dạ, có một nữa. Ngày thôi anh. Dạ vâng, một ngày thôi. Cảm ơn Thanh Nhã rất nhiều. Dạ. Hẹn gặp lại. Dạ, cảm ơn anh. Chuyển hàng nhanh nhất và chuyên nghiệp nhất với mạng lưới kết nối từ Hoa Kỳ đến Việt Nam phục vụ 24 giờ mỗi ngày. Vietlink Global luôn là lựa chọn số 1 của người Việt khắp nơi khi chuyển hàng, tài liệu và xe trong nước Mỹ hay từ Mỹ về Việt Nam đi khắp thế giới. Chúng tôi đã dời về địa chỉ mới 7500 Garden Grove Boulevard, góc Hoover, re-grand opening Super Sale Chủ nhật 7 tháng Giêng, discount đến 45% phí gửi hàng về Việt Nam, sữa và dầu xanh được phục vụ ăn uống ca nhà cùng quà tặng iPhone. Hãy ghi danh lấy hẹn tại vietlinkglobal.com hay gọi 714-901-9019.